Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Nói đến bonsai sân thượng, tôi làm rất nhiều những cuốn video về bonsai sân thượng rồi. Nhưng mà đây là một cuốn video rất là đặc biệt, gọi là sân thượng thôi. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn vào khoảng độ một bề này 3, một bề này 2, 6 mét vuông. Tôi đang quay trước ống kính với các bạn, đây là 6 mét vuông. Không đến đâu. Một bề 3, một bề chỉ 1 rưỡi thôi. Tức là khoảng độ 5, 4 mét rưỡi đến 5 mét vuông thôi đây. Vẹn vẹn có 5 mét vuông nhé. 5 mét vuông. Nhưng mà cái lòng đam mê cây của anh ấy, thì hàng nghìn mét vuông luôn. Rất là say cây. Đó là anh Nguyễn Đình Châu. Ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là một cái ban công nho nhỏ ở trên tầng 3. Nhưng mà thôi cứ ở phố mà có một cái khoảng như thế này thôi. Để có một ly cà phê, một điếu thuốc ngon. Ngồi đây mà rít mà ngắm cây cũng thấy sướng. Đấy. Và khi tôi làm cái chương trình này chỉ có khoảng 5 mét vuông thôi. Thì anh bạn tôi là anh Châu đứng sau cứ tủm tỉm cười. Đấy, giới thiệu các bạn đây là anh Châu. Đấy. Rất là vui. Cái đam mê của anh ấy, tôi rất khó tả. Bởi vì những cây bé ti ti anh kê rất sát sát nhau cũng đủ để phân biệt cây nào đẹp, cây nào xấu. Và cây nào mua trước về, cây nào mua sau, anh đánh dấu hết. Đấy, bây giờ Đỗ Sinh cũng có một cái tâm sự nhỏ với các bạn là ta cứ đăng tải những cái tác phẩm nào mà có thể là gọi là thành phẩm rồi nhá. Đấy. Ổn ổn rồi. Để giới thiệu với các bạn. Và cuốn video vui này có số điện thoại của anh Nguyễn Đình Châu nữa, chúng ta giao lưu. Tôi chia sẻ không phải là vì cây của anh ấy đẹp, mà vì cái chất chơi, cái yếu tố chính để mang lại cho chúng ta cái niềm vui, đó là đam mê bonsai nghệ thuật. Rất tuyệt vời. Được biết tôi ở chợ Vạn Phúc, Hà Đông sáng hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 4, cũng chính là ngày phiên, là ngày mùng 5 tháng 4, anh Châu Phi trực tiếp lên chợ, chờ tôi quay xong ở chợ Vạn Phúc và đưa tôi về nhà. Hai anh em tôi đi xe máy về nhà anh Châu nghỉ ngơi. Sau đó bây giờ cuốn video để giao lưu với chúng ta, tôi bắt đầu thực hiện. Và tác phẩm đầu tiên anh Nguyễn Đình Châu có giới thiệu với chúng ta một cây dưới. Vâng. Bây giờ cái ý tưởng của anh xây dựng tác phẩm dưới như thế nào thì anh giới thiệu với anh em thưởng thức tí. Đây đây là quả cầu lửa này, Đâu cái gì? đây quả cầu lửa nhá, đây là nguội rồi. Ngày xưa là ở cái một miền xa xôi đấy, có tự nhiên là nó xuất hiện một quả cầu lửa trên trời xuống này, thế là nó mới bay đến đâu thì là nhà cửa cây cối sẽ bị thiêu cháy này. Thế là xuất hiện một kỳ lân anh ạ, Con kỳ lân. con kỳ lân xuống mới khống chế được quả cầu lửa, chiến đấu và khống chế quả cầu lửa đấy, và nó phun nước này, cái tán này là cái nước nó phun xuống Và làm cho quả cầu lửa nguội để cứu mọi người này. cứu trần Vâng, gian đấy. đây cho tàn này, để cho tàn của các Phía dưới là những cái cho tàn ạ. cái cho tàn của quả cầu lửa đấy, nó kiểu bây giờ người ta gọi là như kiểu cái thiên Vâng. Được thạch rồi. ấy. Đấy, đây này, đây con kỳ lân này như là kiểu nó khởi đầu cho cái ngành chữa cháy đấy. Tức là đây là chiến 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 binh chữa cháy đấy. Vâng, tức là phòng cháy chữa cháy. Vâng, chiến binh phòng cháy cháy, nếu bác nào mà làm cái nghề đấy, PC vâng, C bác C đúng nào không? mà làm cái ngành đấy mà chơi cây này là hợp lắm đấy. Vâng. Quả cầu lửa anh nguội Vâng, anh rồi quay từ từ đi tí xem này. đấy. Đấy, quay chậm chậm thôi. Đấy, ở mé bên này xem con kỳ lân giống đấy. Bên này cũng thế. Đấy rồi, từ từ đã. Hướng bên này đã. À, bên này thì chổng mông lên. Vâng. Và một hai chân sau gần như dựng đứng. Vâng.
Đấy, chân trước thì quỳ xuống, vâng. Một chân thì đặt vào quả cầu lửa. Vâng. Rồi. Còn kỳ lân. Cái dưới này có trái chưa? Cái này chưa ấy, là vì là nói chung là chưa đủ điều kiện để cho nó ấy, mình hay bấm tỉa. Nhưng mà cũng dăm cũng làm hay hay đối, bấm tỉa. Vâng. Tương đối nhiều dăm ấy. Tại vì là mình làm dăm nhiều nên nó không chưa kịp ra quả. Rồi. Bây giờ muốn có quả phải để làm. Cái dưới này được cái giống ấy, giống kỳ lân, cái bụng con kỳ lân to lắm. Ừ. Rồi, anh để nguyên cái tôi chụp ảnh. Cân kỳ lân này, cây dưới cân kỳ lân thì khoảng giao lưu thì bao nhiêu tiền anh? Đấy, em muốn này cho người thích chơi ấy, là em ấy thì lấy giá 5 triệu. 5 triệu à? 5 triệu thì người ta thích chơi thì người ta giả không đến 5 triệu, anh có bán không? Cũng có bớt tí. Ừ, đây rồi. Chậu đẹp lắm, chậu tàu bóng nhảy luôn. Trơn đây, con kỳ lân này cao này. Này. Cao khoảng 20 hơn tí, rộng có 25. Ừ. Rồi anh chuyển cây khác nhá. Đây là một gốc mun. À, gốc tiếp mun. Đến tác phẩm thứ hai là một gốc mun này thì nó giống một con gấu ngựa mà đang ôm một em bé tặc răng boi. Em bé lại bị lạc ở trong rừng, bố mẹ để lạc trong rừng hay là con gấu nó mới mang về nuôi. Đấy. Giống con gấu. Đúng. Con gấu đang ngồi ôm em bé. Vâng, đang ôm em bé. À. Đấy. Em bé còn che mặt cười. Che miệng cười. Thân đũa ở cây này, thân đũa. Vâng. Đấy, dễ nó ăn từ bên trong rồi các bạn. Rất là khỏe. Vâng, với cái tác phẩm cây cẩm thị này thì giao lưu giá nào anh? Dạ, cây này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi? Dạ, vâng. Chiều cao cũng khoảng 20, rộng của nó thì 20. Ok, anh chuyển cây khác đi. Nhìn đi. Cây này là cây hồng ngọc mai này. Vâng. Vâng, chúng ta đến với cây hồng ngọc mai. Đây, dễ rồi này, dễ. Khủ khủ khủ. Hồng ngọc mai, cụ thọ điếc đứng dưới gốc cây, cụ ngẩng lên cụ bảo cây gì mà đẹp thế, và cụ già quá cụ điếc ngãnh ngãng, cụ vảnh tai lên cụ nghe, cụ bảo cây gì mà đẹp thế, đường thì gốc khẩy cây ngoan nghèo. Cây này giao lưu giá nào anh? Đây này 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rồi, chuyển cái khác nhé. Vâng, tiếp đến cũng là một cây mai hồng ngọc. Mai hồng ngọc đây. À, cây này anh ám vào cái đá này, đá thành nhũ à? Hay là xi măng? Cái này là nó là nhũ. Nhũ thật đấy à? Nhũ thật đấy. Thế không phải là xi măng giả nhũ à? Vâng, nhũ. Nhũ đấy, mà cây nó ngồi đấy lâu lắm rồi. Lâu. Ngồi trên đá lâu. Rồi, anh quay đi. Cây này giao lưu nào anh? Triệu tám. Triệu tám à? Vâng. Chuyển đi. Vâng, đây là cây linh sam đây. Linh sam hoa tím. Rồi. Siêu hoa. Ây da, thế nào mà nhà trinh vinh trên núi này. Chậu bé, núi phè ra cả mép chậu. Anh làm nó không hài hòa. Chậu thì nhỏ. Thì làm núi nhỏ và nhà nhỏ thôi, anh làm nó phè hết cả ra đây. Các cụ này ngồi ngoài chậu hết, ngồi như ở vực thẳm. Ngồi như ngồi vực thẳm này, nguy hiểm bó vẽ chứ. Có khi cãi nhau rồi ngã lộn cổ rồi. Đâu, đang đánh cờ ngồi cái vực thẳm này. Tại các cụ kè lần chiếm. Lần chiếm đất. Đánh nhau, cãi nhau tức quá, kéo phải ngã lộn cổ xuống thì chết dở. Cây linh sam hoa tím. Vâng. Cái này giao lưu nào anh? Triệu hai. À? Được rồi,
Anh chuyển đi. Vâng, tiếp theo cây dưới hả? Vâng. Cây dưới đâu đi nào anh? Dạ. À, cây dưới này ạ. Cây dưới 800. 800. Vâng. Giữ nguyên đấy, giữ nguyên. 800 cây này hả? Vâng. Rồi, anh chuyển đi. Vâng. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với cây dưới anh. Vâng. À, cây dưới cứ như là vừa nửa vầng trăng ấy nhỉ? Như là một cái con gì nó quay đầu trở lại, trên này có sừng, có mào, con hươu hay con rồng. Anh làm cây nghệ trừu tượng ghê nhỉ. Anh quay đi. Đấy, quay từ từ, à, quay từ từ, từ từ, cứ quay chậm thôi. À, cái kia mà tạo thành cái mõm, cái mắt, cái trông như con đầu con hươu quay lại. Rồi, hươu cổ. Cây này giao lưu nào anh? Dạ, cây này phải 1,5 triệu. Phải. 1,5 triệu à? Vâng. Ok. À, cây cũng là linh sao. Vâng, nhưng cây này còn phải làm tay bông còn vâng. Thêm thời gian nữa. Cây này giao lưu thì vẫn là dạng phôi thôi. À, cây này phải làm thêm chứ, vâng. Chẳng có cái gì đâu. Cây này gần như là cây này thì gọi nhau đến uống nước xong rồi thôi biếu thôi. Nhá. Nhưng mà bệ nó đẹp. Bệ đẹp nhưng mà nó là có gì đâu mà. Bệ nó quá đẹp luôn. Cây này thì mà bao tiền? Dạ. Cây này bao tiền? Một triệu đấy. 1 triệu á? Thì là cái bệ nó của em nó già lâu năm nay. Nhưng mà bệ 1 triệu. Còn đâu cái tay làm thì nó còn nhanh như cái bệ. Cái bệ 1 triệu rồi thì phải trừ mấy trăm ở cái phần trên này chưa đâu vào đâu. Dạ. Nếu mà tròn trịa rồi thì là 1 triệu đẹp. Nhưng mà cái bệ đẹp rồi nhưng mà cái bệ 1 triệu thì còn trừ phần trên xấu mất mấy trăm rồi. Thôi, nói đùa vui đấy. Thôi, anh chuyển đi. Vâng, tiếp đến cũng một cây mai hồng ngọc nữa đây. Cây mai hồng ngọc, ai làm cái tiểu cảnh nhẹ điệu ấy nhỉ. Đấy, giờ tôi quay anh ấy bắt đầu mới lau. Đây là lau cho nó sạch sẽ. Đây là tưới nó bắn. Tưới nó bắn lên rồi rồi. Cái đá này là đá gì đây? Đá núi lửa. Vâng. Đá gì? Đá nó kiểu như là đá gốc của cái ấy. Đá gốc của cái đá ong ấy. À. Nhưng mà kiểu như đây đá củ của cái đá ong. Đá già. Vâng, đá già của đá ong. Cây hồng ngọc mai. Cây này giá bao nhiêu anh? Dạ. Cây này của em 1,2 triệu ấy. 1,2 triệu. Vâng. Nó cũng bé mà. Ừ. Mini. Vâng. Cây này của vợ anh hay của anh? Cây của em. Ừ, thì sau nữa thì cô bảo em có cây hồng ngọc mai đẹp lắm. Hay khéo cây này. Thì tôi vừa nghe thấy anh nói là cây này của em 1,2 triệu à? Vâng. Chắc là cô bán cho anh 1 triệu. Vâng. Lại kiếm được 200. Đây hay vết nhỉ. Là. Đặt lên bàn tay được nhỉ. Vâng. Hơi nặng. À được rồi. Rồi ok. Đấy nhá. Anh ấy, lúc nào em gặp em mua cho tầm 200 thôi. Cây này là cây hồng ngọc mai à? À, cây trà Phúc Kiến à? Trà Phúc Kiến. À, cây trà Phúc Kiến mà chú để lên cái chậu đẹp ấy. Chậu tàu mà. Trà Phúc Kiến này là có hoa, có quả. Nó ấy về chăm tốt là nó có cả hoa và quả đấy. Cây già rồi, cây già rồi. Khuyến mại con Hải Ly này. Hay con Hải Ly nhá.
Hải Ly đấy, con Hải Ly đấy. Đấy. Con này con cái nhá, con được bị người ta bắt người ta lấy lông rồi. Thợ săn nó bắt nó lấy lông rồi, con cái cứ hàng ngày ra đây chờ này, chờ con được chờ chồng. Cái này bao tiền? Dạ. Về 2 triệu. 2 triệu à? Cái chậu đã 200 rồi. Chậu tàu, chậu men tàu. Rồi cái nước men nó bóng đẹp. Rồi, ok. Và tiếp đến là cây sung này. Chậu tàu cây sung 25 30 30 về ngang cao 30 cây sung, phía dưới là có ông thỏ điếc với lại con gì kìa, thỏ 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 ngọc thỏ ngọc anh này cũng khéo điều tiểu tượng này. Anh quay đi. Báo giá cái này thế nào anh? Báo giá rẻ rẻ thôi thì anh em cần giao lưu thì anh đừng có báo đắt quá. Đây đây của em về 2,5 triệu cơ. 2,5 triệu à? Vâng. Về cái nó đẹp, chậu trước và dưới là chậu tàu này. Cây làm đá lâu rồi này. Dễ rước này, dễ lổi vàm này, thân rụt rịt này. 2,5 triệu. Rồi, đây chuyển cái khác. Vâng, đây là cái rừng xanh của anh đấy. Có hai gốc à? Hai gốc. Thế mà trông như là rừng ấy nhỉ? Vâng, nó đây là tay nó. Anh vừa nói là xanh bờ tường tức là thế nào? Em khai thác ở bờ tường ấy. À, tức là hạt nó rơi xuống nó mọc lên ở kẽ tường. Bờ tường ấy. À, cái này gọi là xanh bờ tường. Tôi cứ tưởng là nó là dòng xanh mới phát đây, hiện ra. Ngang 40 thôi, bé thôi. Vâng. Cao 25. Rồi. Cao nhất, chỗ cao nhất là 25. Ngang 40. Quật trụ. Vâng, thế cái lắm rồi. Đá anh phối này là xỉ à? Vâng, đá xỉ em phối ạ. Đây là nó gọi là rừng Tây Nguyên này, các cô gái, chàng trai Tây Nguyên này. Đấy. Bao tiền cái tiểu cảnh này anh? Dạ, cái tiểu cảnh 3 triệu. Mấy? 3 triệu. 3 triệu. Vâng, xanh em lâu đó. Cái chậu anh tự sáng chế ra? Vâng. Chậu nó làm cái khay thì mà hiếm có khó tìm rồi. Rồi, ok. Vâng, tiếp đến là một cây cây này si, người ta gọi là si si đá đây. Vâng. Lá si đá thì nó dày, bóng. Màu xanh cũng đẹp, nhưng mà cây này của anh không bấm dăm được mà hơi lá hơi to. Nhà tôi lá nó bé tí. À, có cái tiểu cảnh mái đình. Cây này có mấy trăm anh? 500. 500. Ở trời nó vui vui. Vui mát. Rồi, chuyển cây khác đi. Đây, đây, đây. Vâng, tiếp đến là một cây si ra báo. Bệ rễ đẹp lắm. Bệ rễ nó đẹp, kinh khủng. Có cái bộ rễ đẹp không nhỉ? Yeah. Cái này bao nhiêu anh? Dạ, về 800. 800. Rồi, ok. Toàn những cây một tay bê lên bàn tay nhẹ nhàng đúng không? Nó còn đây, cây sung này là làm nó có một cái ý nghĩa, tức là nó có một cái thông điệp là mọi người không nên săn bắt này và nuôi nhốt động vật hoang dã, vì là đây là con rùa. Con rùa là nó bị virus đây. Virus đây, và khi mà nó đã bị phân hủy rồi thì là virus đã phân tán và chết rồi. Thế còn còn con bắt gặp một con virus nó ở trong con rùa bỏ ra thì con virus này được phóng lên 10-100.000 lần, con rùa thì giữ nguyên kích thước.
còn con virus này phóng lên 100 là cây chuối này gọi là cây chuối virus. Vâng, để cây chuối Covid à? Covid, mọi người khiếp. Chơi thì thế sẽ thì ai dám đem về, không, ai dám đem Covid về để chơi? Để nhắc nhở mọi người là không nên săn bắt và nuôi nhốt và ăn, và làm thịt động vật hoang động dã. Vật hoang dã quý hiếm. Vâng, rất có nguy cơ bị virus. Vâng rồi. Cây này có quả đấy chứ? Cây này quả khác. Vâng. Cây này cứ lắng lên là ok, ngắt nước. Cây này bao tiền anh? Dạ. Dạ. Cây này 2 triệu. 2 triệu. Vâng. Cây này cứ ngắt nước lên là ra quả. Nhá, mới đầu mình ngắt nước để cho một thời gian cho ăn ít nước thôi. Nhiều người người ta bạo ấy, làm liều ấy, gần như là nhấc ra khỏi chậu ấy, nhấc ra khỏi chậu để cho rụng lá ấy. Trong đầu người ta mới lại cho lên. Cho nước vào ăn lại. Quả. Thế là ra quả. Vâng. Rồi, ok. Bắt đầu nó rụng lá là rồi. Vâng, cây mai chiếu thủy đây. Ồ, cây này cũng sai hoa đấy nhỉ. Đúng đợt virus thì sai hoa kinh khủng. Đấy, cây này là cao khoảng 35. Chậu 30. Con này nhá, trông rất là sung. Đây như kiểu một anh chàng ngọc pin. Thôi không nói nữa. Không nói không tán đến mức độ thế nữa. Rồi. Không báo giá bao nhiêu? Báo giá bao nhiêu? Đây là 1 triệu 2. Rồi, ok. Vâng, và tôi đã chia sẻ với các bạn hơn 20 phút gồm một số những cái tác phẩm bonsai mini của anh Nguyễn Đình Châu đúng không? Vâng. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Mặc dù cũng không được sắc sảo và đẹp cho lắm, giá trị cũng không cao. Nhưng cái lòng đam mê và cũng là muốn chia sẻ đến với chúng ta để cùng nhau giao lưu. Đỗ Sinh đã bớt thời gian để đến thăm vườn, thăm gia đình. Và có một cái cuốn video giới thiệu với các bạn. Số điện thoại của anh Nguyễn Đình Châu ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối của cuốn video. Chúng ta cùng nhau giao lưu. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc anh Châu mạnh khỏe, vui với đam mê. Vẻn vẹn trên ban công nhà mình có 5m2 thôi. Nhưng mà cũng rất nhiều cây chi chít vào với nhau. Tôi rất là cảm động khi lên thăm một cái không gian nhỏ bé và thư giãn như thế này. Vâng, chào các bạn và chúng ta hẹn gặp lại ở những chương trình sau.